Cuộc sống thôn quê miền Tây, mình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ cũng đã 3 giờ các bạn. Mình lội từ đầu ngàn ra, từ trong vườn ra đầu ngàn các bạn. Quay cho các bạn xem con xe của cô bên cô đang bị lầy các bạn. Không máy không còn hoạt động nữa các bạn. Từ trong vườn mình lội ra đây là khoảng 1.000 mét các bạn, cây số. Khu này xả lúa các bạn, bên đây không có xả. Mùa nước nổi rồi các bạn, nước nhiều lắm, nhiều rồi. Nước này ngập tới quần luôn á. Đây đắp đê bao các bạn, xe cuốc đó vô đắp đê bao lại các bạn, nhưng mà bị lầy máy không nổ được các bạn. Giờ mình ra quay cho các bạn xem thấy hay sao. Mình đi gần tới rồi. Đi bao này bị ngang, lúc trước mình có quay cái đi bao này đó các bạn. Lúc trong im quá, khúc này vừa bị lỡ quá trời lỡ. Này không ổn quá. Mấy anh đang sửa máy đó. Lầy chỗ này thì bạn đi lên đó, bạn đi lên phà, đắp đi bao xong đi lên phà bị lầy. Tại vì máy bị dính máy luôn các bạn. Hôm qua mấy anh tháo máy rồi xuống phà chở đi về Long Xuyên sửa, bây giờ hôm nay anh chở vô anh gáp đây các bạn, đang gáp. Mình lội ra trễ, ảnh cẩu lên gáp và đang gáp đắp cái đê bao luôn mà bơm. Hồi sáng nước nhiều lắm, giờ đắp bơm mà. Đắp vô hồi chạy qua đây hả? Làm gì mà xích cái đi, à, chị phá nè được rồi. Ủa mà mày bệnh tích mẹ, chứ 1 kg mà mày xích con bù lon có xe có tắm căng hả? Nó đòi tăng đương không, nó đòi hết cỡ rồi. Đòi ngồi không hả? Ừ. Ngồi dữ gì? Sao vậy? Chết luôn. Đến ra rồi thôi. Ok. Nó thôi, từ này dài quá rồi. Nó được. Chị bằng á hả? Ừ. Giáp bồ. Có đây không? Chị chạy cái gì á? Nãy lấy cái gì bơm ra, bơm hết khô nước hay sao? Không biết nó bự nó nằm đâu. Cái bát dậu của con đây nè. Rồi gỡ bạc rồi quăng. Xong rồi đó. Thì chuẩn bị là đề máy để cho chạy gu đai tí rồi mới kéo lên các bạn, bò lên trên này nè. Trời có máu quá tiền. Có hai hướng bò lên kinh đây, sợ các bạn kinh chưa nổi. Phải bò lên đây, nó cứng các bạn. Giờ xe cuốc nó móc đắp khúc này lại các bạn. À, hồi chuẩn bị kéo cái xe này lên các bạn ha. Tiếp phụ họ đi lên ra đây nữa các bạn. Giờ để xe. Chảy gì dữ hả? Ê. Nhớt, để nhớt thì chảy dữ hả? Chưa siết cái đó ông ơi. Chưa xiết cái đầu ôm.
Tắt nước rồi bạn, tắt nước. Nó chạy ra đó bạn, làm máy rồi lại hết luôn rồi. Múc tiếp luôn các bạn, múc rồi đó. Sát mà kinh nha các bạn. Vừa đắp cái đê bao nè, đi lại. Bao thẳng trống luôn 1000 mét đó các bạn. Ở đây nước sâu lắm rồi, nó tới lưng quần. Ở đây sợ vô ba mới cái chỗ đều các bạn. Rồi giờ hồi là chuẩn bị cái xe đó xuống phà kiếm đường lên để ra ngoài phía đây nè các bạn. Cái dưới ruộng để bắt dĩ đầu kia là tôi tiếp cái xe này lên.
chuẩn bị lên các bạn. Đừng mương cái gì đâu khê. Móc sình ở trong đó vớt đó các bạn. Lúng phía bên đó các bạn, bên đây giờ cái xích phía bên đây không có lúng. Lúng gì hướng bờ. Hôm qua là máy này không có hoạt động được bạn, bị nước vô bị dính máy luôn. Rồi đi làm máy lại giờ gáp vô nãy đó bạn. Giờ hoạt động lại bình thường.
này ở đầu ngàn đó các bạn, lội ra 1000m luôn các bạn. Lấy dĩ các bạn lót lên xuống đi nè, rồi xe kia đi lên, nó cứng ngay chân cái đầu đó, cái đầu hầm. Ngoài kia thì bờ kinh nữa các bạn, không dám lên bờ kinh, giờ nó meo, nước lớn nó meo lắm, không dám lên rồi đó mà chạy ra ruộng. Cái dĩ xuống các bạn. Ừ đó. Nắm tay kìa. Hey!
khỏi 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 lót tấm vỉ nữa. Có thêm tấm vỉ nữa rồi. Lên à, lên từ từ nha bạn. Lên giờ anh nằm vô hai cái dĩ hết rồi đó bạn. Tôi lấy cái ông sách ra hen. Gà trong khe móc kìa. Đi xích kìa, đi xích kìa.
lên đó, lên đó. Rồi, ok rồi đó. Rồi, rồi, sao đập được rồi. Lên nữa các bạn, chồng lên là cái lỗ rồi đó. Bắt đầu múc xả ra đập các bạn nước vô luôn. Rồi, xe bò ra. Đẻ xích đó. Giả gào lên quá. Đúng cái gào nó lên gào. Rồi. Rồi giờ mở đập bò ra luôn nè. Dính cao su.
rồi thoát ra đập ra đó các bạn. Rồi lên lầy xong rồi, giờ móc kia dĩ. Em xếp này. Rồi lên thành công các bạn. Rồi mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha.